tên là có một cái cây cầm cái bảng điều khiển này riêng, nhưng mà dòng ghế này thì nó sẽ thiết kế đính kèm. Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Gia Ban. Trên đây là một đôi ghế massage nội địa Nhật thuộc dòng Furikyo và có mã là AS680. Đôi ghế này là đôi ghế thuộc phiên bản nhỏ gọn của Furikyo. Nó rất thích hợp cho những ngôi nhà về không gian nó không có nhiều, hoặc là về thích hợp với ngôi nhà chung cư. Tuy nó nhỏ gọn như thế này nhưng mà về tính năng cũng như chất lượng được Ngọc Gia Ban đánh giá rất là cao. Đây là một trong những dòng đầy đủ full tính năng. Trước khi nói chuyên sâu hơn nữa về dòng ghế này thì Ngọc Gia Ban sẽ quay cận cho các bạn xem về cái hình thức bên ngoài của chiếc ghế này trước các bạn nhé. Chiếc ghế này nhìn về cảm quan thì với chất liệu da màu lâu cà phê nhìn trông nó rất là sang trọng, và màu này thì nó rất là sạch. Nó về ví dụ là chẳng may bị bẩn thì nó sẽ không bị lộ. Và đây là mặt đằng trước của chiếc ghế này, thì đây là cái phần gối. Phần gối này thì nó sẽ giúp cho chúng ta khi mà nằm lên chiếc ghế này mình có cái phần gối đầu, cũng như khi mình nằm trên giường mình có một chiếc gối thì mình sẽ cái đầu mình nó sẽ cảm giác được êm ái hơn. Khi bỏ chiếc gối ra thì bên trong nó là hai con nan. Con nan này thì nó sẽ chạy dọc từ phần cổ, vai gáy cho đến phần xương cụt. Và khi mình bỏ chiếc gối ra rất thích hợp cho những bạn mà hay bị đau mỏi về phần cổ, vai gáy, thì con nan nó sẽ tiếp xúc trực tiếp được với phần cổ vai gáy đó thì nó sẽ làm việc một cách hiệu quả hơn. Còn đây là phần tay của chiếc ghế này. Phần tay của chiếc ghế này thì nó thiết kế hoạt động hoàn toàn bằng túi khí, cũng như là phần hông để hoạt động hoàn toàn bằng túi khí. Và nó sẽ có rất là nhiều kiểu xoa bóp cũng như là kiểu đánh khác nhau, như là kiểu bóp ghì hoặc là bóp theo kiểu lượn sóng. Đó. Thì theo như Ngọc Gia Ban đánh giá về cảm quan bên ngoài của chiếc ghế này, một đôi ghế này thì về chất lượng thì độ mới có thể nói lên đến trên 90% về chất lượng. Còn về tính năng thì nó là dòng đầy đủ full tính năng, có các bài bóp toàn thân, những bài chuyên về phần cổ vai gáy, bài toàn thân chuyên về phần lưng, hoặc là bài toàn thân chuyên về phần lưng cũng như là phần tay. Ngoài các bài toàn thân ra thì các bạn trên bảng điều khiển này nó còn hiển thị về các bài đánh vùng, như là bài đánh chuyên về phần cổ, hoặc là bài chuyên về phần tay không, hoặc là bài chuyên về phần lưng không. Chiếc ghế này nó thiết kế theo kiểu dạng nhỏ gọn nên là cái phần để của chiếc cái phần để cái bảng điều khiển này nó cũng thiết kế kiểu nhỏ gọn. Thay vì những cái dòng khác thì nó sẽ là có một cái cây cầm cái bảng điều khiển này riêng, nhưng mà dòng ghế này thì nó sẽ thiết kế đính kèm luôn, như kiểu nó may như kiểu một cái túi, nó đính kèm luôn cạnh cái thân ghế này để làm sao về cái không gian của chiếc ghế này nó sẽ không tốn nhiều. Còn dưới đây là cái phần chân cũng như là phần tay thì nó đều hoạt động hoàn toàn bằng túi khí. Và phần chân của chiếc ghế này nó chia ra làm hai vùng khác nhau, là phần bóp ở phần bắp chân và bóp dưới phần mu bàn chân. Và dưới lòng bàn chân thì nó sẽ có một cái viên bi điểm huyệt để làm sao là khi mà nó vào bài đánh thì viên bi nó sẽ nhô lên và nó điểm huyệt dưới lòng bàn chân của chúng ta. Để các bạn có thể hoàn toàn yên tâm hơn về cái chất lượng của dòng ghế này thì Ngọc Gia Ban sẽ mở cái phần lưng này ra để cho các bạn xem về cái bộ máy hoạt động cũng như là cái chất liệu cấu thành nên cái máy này các bạn nhé. Thì con nan này nó sẽ là cái phần con nan bằng silicon kết hợp với nhựa dẻo để làm sao khi mà nó tác động vào cái phần lưng của chúng ta cảm giác được sự êm ái chứ không bị cứng cũng như là không bị thô. Phải làm sao cho chúng ta cảm thấy được sự thoải mái và dễ chịu. Và sẽ là cái con nan đó nó sẽ chạy dọc cái phần sống lưng của chúng ta. Tại vì là con nan này nó chủ yếu làm việc ở cái phần sống lưng. Tại vì phần lưng cũng là một trong những cái phần nó rất là hay bị đau mỏi.
Trên đây thì Ngọc Gia Ban đã giới thiệu về đôi ghế này với giá thành bình thường Ngọc Gia Ban bán với giá là trên 30 triệu đồng. Nhưng mà ngày hôm nay thì Ngọc Gia Ban bán với giá là trên 20 triệu đồng với chiếc ghế đầy đủ full tính năng dành tặng cho những khách hàng rất là yêu mến của Ngọc Gia Ban và theo dõi rất là lâu rồi nhưng mà về tài chính không có nhiều. Thì các bạn có thể tham khảo đôi ghế này và có thể liên hệ với Ngọc Gia Ban thông qua số điện thoại 0974945555. Ngọc Gia Ban xin cảm ơn các bạn đã xem video của Ngọc Gia Ban nhé. Xin chào các bạn.